Xin chào bà con, thì hôm nay á mình cũng quay cho bà con và mọi người xem về cái việc mà nông dân bà con muốn bán đất á. Thì đây là cái lô đất ở ngay đường chánh tây của thị xã Buôn Hồ đây. Chung đất cũng sát đường rất là đẹp. Thì đây là hình ảnh mà lô đất mình quay mà bà con nông dân cần bán. Thì với cái lô đất này mình sẽ quay chi tiết hết cái vườn và cái đường lộ bà con xem á. Chung là đất rất là đẹp, đường rất là thẳng bằng và đều. Thì với lô đất này á thì với chiều dài là 70m và chiều rộng là 20m. Đây là đất nông nghiệp hết, gồm có cây công nghiệp như tiêu, cà phê, sầu riêng, bơ đang trồng hết. Thì do mục đích và nhu cầu của bà con của tại vườn á thì không có người để cây quản và làm á thì có bán lô đất này. Mình sẽ quay hết vườn cho bà con và các bạn xem. Thì nếu như bà con và người nào á có nhu cầu mua cái lô đất này á thì mình nhắc lại với diện tích này là chiều dài là 70m và chiều ngang là 20m. Có sẵn cây công nghiệp là bơ, tiêu, sầu riêng thì mình sẽ quay từ đầu đám đến cuối đám và đi ra lại. Đất sát đường nha bà con. Đây là vị trí nằm ở đường tránh ở thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Thì bà con nào có nhu cầu mua đất á hoặc mua trồng cây ăn quả hay mua để mục đích sử dụng khác á thì bà con có thể liên hệ số điện thoại dưới để mình dẫn đến cho bà con xem về cái lô đất này. Còn nếu có nhu cầu mua thì điện thoại cho mình. Đây là cái lô đất rất là đẹp, rất là bằng, sát đường luôn, nói chung là rất là thuận lợi cho vị trí chúng ta trồng cây ăn quả hay là sau này giao thông rất là tiện vì đường tránh rất là sát đường luôn, không có phải đi vào đâu hẻm hay như thế nào á. Đó, cây sầu riêng cũng có luôn, mình sẽ quay cho bạn xem về cây sầu riêng. Đó, sầu riêng cũng có luôn, tất cả cây ăn quả đều có hết. Thì cái này một lần nữa thì mình nhắc lại ra là diện tích của đám vườn này á, là dài 70m và rộng là 20m. Thì bà con muốn tham khảo giá thì bà con vui lòng điện thoại số điện thoại dưới. Thì lô đất này hiện tại chưa có chủ nào mua vì do nông dân có nhu cầu bán nên liên hệ bên mình để tham khảo, và bà con nào có nhu cầu mua thì điện thoại số điện thoại dưới cho mình. Xin cảm ơn.